Kinh Đại Vương Quảng Tam Giới, Quyển Thượng, Tam Tạng Đại Vô Sấm, Người Đức Thiên Trúc, Dịch vào đời Bắc Lương. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong thành Vương Xá, núi Kỳ Sa Quật. Núi này cao lớn rộng dài, chứa nhiều cây lương thực, giống như đại địa sinh các loài hoa. Các Khở Na La, Càng Tắc Bà thì dạo chơi ở đó. Có nhiều chúng như trời rồng, dạ xoa, la sát, tỳ xá già trú ở trong đó. Nhiều loài lẫn lộn, như sư tử, cọp, beo, voi, ngựa, kỳ lân, gấu, bi, chương, lộc, trâu xanh, trâu nước, dê đen, dê đực, khỉ. Các loài thú như vậy trú ở trong đó. Có vô lượng loài chim như khổng tước, anh vũ, bồ câu, mạn mạ, chim sáo, vịt trời, chim nhạn, chim uyên ương, ngan, vịt, nhạn đen, sơn kê, hà kê, chim trĩ, chim cưu, chim cáp, chim điêu, chim thú, chim xe sẻ. Các loài chim như thế nương ở trong đó. Các chúng sanh do nhờ thần lực của Phật đã không bị tham sân si não hại, không ăn nuốt lẫn nhau, cùng thương yêu nhau như mẹ thương con. Bây giờ trong sơn vương này có nhiều rừng cây tươi tốt, nhánh lá không gãy, được các loại cây như cây thiên mộc, cây tất lợi xoa, cây mã nhĩ, cây tất bát la, cây khẩn trúc gia, cây hai lê lạc, cây hai ma lạc, cây tỳ hê lạc, cây đa la, cây canica, cây em bà la, cây diêm phù, rau cải, bồ đào, cây đào hạnh, lê nại, cây bà long già, cây bồ đào, cây an thạch lựu, trấn đầu ca, cây ni câu la, cây tùng bách dược chương ba xà, cây huân lục chiên đàn, trầm thủy tô hộp. Những cây như thế đều có đầy đủ. Trong sơn vương này, dưới nước trên đất thảy đều đầy đủ các loài hoa, như hoa A Đề Mục Đa, hoa chim bà, hoa ba tre la, hoa bà sư, hoa tu mạng, hoa tu càng đà, hoa do đề ca, hoa ca nị ca, hoa ngưu cước bách diệp mạng thù sa. Các hoa như vậy đầy khắp mặt đất để làm sáng đẹp sơn vương. Lại có hoa nước xanh vàng đỏ trắng, hoa sen đủ màu đều có đầy đủ. Trong sơn vương này, vào lúc nửa đêm thường nổi mây lớn, mây nhẹ của rồng, trời giáng mưa có tấm vị thơm, thoang thoảng. Chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, thì trận mưa này thấm ướt cả núi Kỳ Sa Quật. Đêm đã đi qua đi, thì trời sáng cũng có mây che, gió nhẹ trong mát, thân tâm thoải mái. Trong sơn vương này, chỗ chúng sanh ở cùng các loài cây cỏ thấm nhuần ánh sáng, giống như tràng hoa dùng nước rưới lên trên hoa. Sắc sáng tươi sạch đẹp thơm gấp bội, núi Kỳ Sa Quật cây cỏ mềm mại, đủ sắc hương vị, lụa xanh vòng quanh bên phải, nhiều sắc xanh đẹp đang xen lẫn lộn như cổ chim khổng tước. Hương giống như hương hoa bà sư la, sờ vào giống như vải ca lăng ca. Đất đai thì mềm mại, khi bước chân xuống, chân vùi bốn ngón, có bốn chân lên trở lại như cũ. Trong sơn phương này có rất nhiều ao chảy, rất đầy trong mát. Bao lên hoa sen màu xanh vàng đỏ trắng hồng tía lớn như bánh xe, hoặc lúc hái hoa hương thơm lan khắp đủ một gia tuần. Trên đỉnh sơn vương này sinh ra tòa hoa sen to lớn đẹp đẽ, đầy lưu lên trong xanh quý báu, không gì bằng để làm cành, và diêm phù đàn làm lá, chiên đàn màu đen đáng chắc làm đài, bà đạo bảo vương dùng làm tua sen, rộng lớn như mặt biển. Trăm ức Atula vương thường giữ gìn, trăm ức lưới bảo vương nhiều sắc để che bao lên trên, trăm ức long vương rưới mưa hương diệu, trăm ức kim sĩ điệu vương biển ngậm lụa dày tơ màu, trăm ức khẩn la vương hoan hỷ chiêm ngưỡng, trăm ức ma hầu la vương quan sát ngắm nhìn, trăm ức càn tất bà vương ca vẫn tháng tháng, trăm ức thiên vương rưới mưa hương bột mưa phục mưa hương, mưa tràn hoa mưa tràn vang vào cái. Trăm ức phàm vương ở trên không trung chắp tay mà hầu, trăm ức chúng tịnh cư thiên chắp tay kính lễ, trăm ức chuyển luân nhân vương mà bị báo theo hầu đến chỗ kia, trăm ức hải vương ra khỏi biển lớn mà kính lễ, trăm ức đại châu bảo vương vừa làm chiếu sáng, trăm ức tịnh ma đi bảo vương vừa làm sen giữa, trăm ức biến duyệt bảo vương làm hoa trái hột, trăm ức quang minh đức bảo vương vừa làm chiếu sáng, trăm ức tạp sắc ma đê bà vương dù làm chiếu sáng, diêm phù tràng bà vương làm thiện an trì,
Trao ước kim cang sư tử bảo vương trang nghiêm không hoại. Trao ước nhật tạng bảo vương dùng trang nghiêm xen lẫn. Trao ước tạp sắc bất khả tư nghị bảo vương phát ra đủ màu sắc. Trao ước như ý bảo vương vô tận trang nghiêm. Hoa sen lớn này từ nơi căn lành ở đời của Như Lai mà phát sinh ra, được cho ý chí hộ trì biến khắp các phương của Bồ Tát. Từ pháp như huyễn xuất sanh ra pháp thiện nghiệp, từ chỗ trang nghiêm của vô tránh pháp nhãn như mộng mà pháp mà sắc mà sanh, từ vô hành mà khởi, từ vô ngại đạo mà đến, để đủ biến khắp mười phương pháp giới. Cảnh giới Phật này là do công đức mà có ra. Nếu Vô Lượng A Tăng kỳ kiếp khen người có đức kia cũng không thể cùng tận. Lúc đó Thế Tôn ngồi kiết già trên hoa đó, cùng chúng tỳ kheo 8.000 người để đến hội họp. Tên của các vị ấy là A Nhã Kiều Đời Như, Đại Đức Hạt Thi Ba Xà, Đại Đức Bà Tân, Đại Đức Ma Ha Nam, Đại Đức Ưu Đà Gia, Đại Đức Gia Sa, Đại Đức Phú Na, Đại Đức Vô Cấu, Đại Đức Kiều Vàng Ba Đề, Đại Đức Thiện Tế, Đại Đức Ưu Lâu Tần La Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ma Ca Diếp, Đại Đức Ca Chiên Viên, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Là Một Kiền Liên, Đại Đức A Na Luật, Tu Bà Đề, Ly Ba Đa, Phố Lô Na, Di La Ni Tử, Ơ Ba Ly, La Hầu La Đan Đà, Đại Đức A Nan, vân vân. 8.000 vị thượng tổ như vậy đều đến hội họp, tất cả đều rõ biết như thật tánh, quan sát thực tế, rõ qua pháp tánh, qua các biện hữu, hành hành hư không của Như Lai, dứt hẳn trói buộc, không hang ổ nghi ngại, hành không tịch tịnh, vứt vĩnh dứt lưới nghi, tên biện trí Phật, qua đến bờ kia, lợi ích thế gian, làm bạn không thỉnh mời, muốn hộ tất cả chỗ có chúng sanh, tâm từ không bỏ tất cả chúng sanh, khéo hay diễn xuất tất cả Phật hạnh, thu hộ Phật Pháp, tề hộ Phật Pháp, khéo gieo giống Phật, hướng đến nhất thiết trí. Để có 8.000 vị Đại Bồ Tát đều đến hội họp, và Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù Sơ Lợi, v.v. là Bậc Thượng Thủ, Bồ Tát Vô Thượng Trí, Bồ Tát Vô Thượng Bảo Trí, Bồ Tát Vô Ngại Trí, Bồ Tát Hoa Thượng Trí, Bồ Tát Nhật Thượng Trí, Bồ Tát Nguyệt Thượng Trí, Bồ Tát Vô Cấu Thượng Trí, Bồ Tát Kim Cang Trí, Bồ Tát Viễn Trần Trí, Bồ Tát Biến Thuyết Trí, Bồ Tát Quan Tràng, Bồ Tát Sơn Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Vô Ngại Tràng, Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Tịnh Tràng, Bồ Tát Nhật Tràng, Bồ Tát Dục Lạc Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Biến Duy Tràng, Bồ Tát Địa Oai Đức, Bồ Tát Bảo Oai Đức, Bồ Tát Đại Oai Đức, Bồ Tát Kim Cang Trí Oai Đức, Bồ Tát Vô Cấu Oai Đức, Bồ Tát Nhật Oai Đức, Bồ Tát Nguyệt Oai Đức, Bồ Tát Sơn Oai Đức, Bồ Tát Trí Chiếu Oai Đức, Bồ Tát Biến Oai Đức, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Tịnh Đức Tạng, Bồ Tát Pháp Hải Tạng, Bồ Tát Biến Duy Tạng, Bồ Tát Huyền Tuyền Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Nhật Nhãn, Bồ Tát Tịnh Nhãn, Bồ Tát Vô Cấu Nhãn, Bồ Tát Vô Ngại Nhãn, Bồ Tát Biến Kiến Nhãn, Bồ Tát Thiện Lợi Trí Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Nhãn, Bồ Tát Bảo Nhãn, Bồ Tát Hư Không Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Thiên Quang, Bồ Tát Chiếu Pháp Giới Chí Quang, Bồ Tát Đạo Tràng Cho Quang, Bồ Tát Duyệt Chư Phương Quang, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Hiện Tại Tạng Quang, Bồ Tát Siêu Nhất Thiết Thế Gian Quang, Bồ Tát Biến Duyệt Nhất Thiết Quang, Bồ Tát Vô Hủy Quang, Bồ Tát Phú Nhất Thiết Như Lai Sư Tử Tòa Quang, Bồ Tát Chiếu Nhất Thiết Pháp Giới Hư Không Quang, Bồ Tát Long Chủ Kế, Bồ Tát Phạm Chủ Kế, Bồ Tát Ly Nhất Thiết Phật Pháp Mạng Kế, Bồ Tát Đạo Tràng Kế, Bồ Tát Xuất Nhất Thiết Nguyện Hải Âm Châu Kế, Bồ Tát Phóng Nhất Thiết Như Lai Quang Tràng Châu Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Hư Không Vô Hoại Ngữ Thật Kế, Bồ Tát Chư Phật Thần Thông Biến Chiếu Tràng Bảo Châu Võng Phú Kế, Bồ Tát Xuất Nhất Thiết Như Lai Pháp Luân Thanh Kế, Bồ Tát Xuất Nhất Thiết Tam Thế Danh Thanh Kế, Bồ Tát Đại Quang, Bồ Tát Tịnh Quang, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Lê Khấu Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Pháp Quang, Bồ Tát Tịch Quang, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Thần Thông Quang, Bồ Tát Thiện Quang, Bồ Tát Đức Tướng, Bồ Tát Trí Tướng, Bồ Tát Pháp Tướng, Bồ Tát Vô Hoại Tướng, Bồ Tát Quang Tướng, Bồ Tát Hòa Tướng, Bồ Tát Châu Tướng, Bồ Tát Phật Tướng, Bồ Tát Phạm Tướng, Bồ Tát Biến Siêu Tướng, Bồ Tát Phạm Âm, Bồ Tát Hải Âm, Bồ Tát Địa Âm, Bồ Tát Thế Âm, Bồ Tát Thạch Sơn Âm, Bồ Tát Biến Pháp Giới Âm, Bồ Tát Xuất Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm, Bồ Tát Tồi Nhất Thiết Ma Tràng Âm, Bồ Tát Xuất Đại Bi Đạo Lôi Âm, Bồ Tát Diệt Nhất Thiết Khổ Não Âm, Bồ Tát Pháp Võng, Bồ Tát Tăng Võng, Bồ Tát Trí Võng, Bồ Tát Đức Sơn Võng, Bồ Tát Đức Tăng Võng, Bồ Tát Danh Sơn Võng, Bồ Tát Phổ Chiếu Võng, Bồ Tát Đại Từ Võng, Bồ Tát Trí Chiếu Võng, Bồ Tát Như Lai Chủng Tánh Võng,
Bồ Tát Quang Đức, Bồ Tát Thắng Đức, Bồ Tát Pháp Vọng Đức, Bồ Tát Biến Quang Đức, Bồ Tát Pháp Đức, Bồ Tát Nguyệt Đức, Bồ Tát Hư Không Đức, Bồ Tát Bảo Đức, Bồ Tát Tướng Đức, Bồ Tát Trí Đức, Bồ Tát Bà La Vương Đức, Bồ Tát Pháp Chủ Vương, Bồ Tát Thế Chủ Vương, Bồ Tát Phạm Chủ Vương, Bồ Tát Thạch Sơn Chủ Vương, Bồ Tát Chúng Chủ Vương, Bồ Tát Thiên Chủ Vương, Bồ Tát Tịch Chủ Vương, Bồ Tát Bất Động Chủ Vương, Bồ Tát Hóa Chủ Vương, Bồ Tát Bồ Đề Thắng Chủ Vương, Bồ Tát Thịch Thanh, Bồ Tát Vô Ngại Thanh, Bồ Tát Địa Thanh, Bồ Tát Đại Hải Thanh, Bồ Tát Lôi Thanh, Bồ Tát Chiếu Pháp Thanh, Bồ Tát Hư Không Thanh, Bồ Tát Nhất Thiết Thanh, Bồ Tát Thiện Nhãn Lôi Thanh, Bồ Tát Phát Bổ Nguyện Thanh, Bồ Tát Diệt Nhất Thiết Ma Tràng Thắng Ma Tràng Giác, Bồ Tát Trí Sơn Giác, Bồ Tát Hư Không Giác, Bồ Tát Vô Ngại Giác, Bồ Tát Ngụ Âm Giác, Bồ Tát Chiếu Tam Thế Giác, Bồ Tát Bạo Giác, Bồ Tát Vô Ý Giác, Bồ Tát Biến Chiếu Giác, Bồ Tát Pháp Giới Nhãn Chiếu Giác. Các đại Bồ Tát như thế đủ 8.000 vị đều đến hội họp, đầy đủ hành nguyện phổ hiền, chỗ làm vô ngại, hiện vô lượng thân ý khắp các cõi Phật, đều có thể đến tất cả các chỗ Phật nhãn giới thanh tịnh, chỗ thấy vô lượng đều có thể hiện Phật, tất cả thần thông sở nguyện sở duyên vô lượng, tất cả nơi chỗ thành Phật của Như Lai đều qua đến chỗ ấy mà không mệt mỏi, an sanh trí tuệ cho khắp tất cả biện pháp, vô lượng ức kiếp tá tháng công đức không thể hết được, nhờ thiết thanh tịnh lượng đồng hư không, trí hành thanh tịnh không nơi ý cứ, từ chỗ ưa thích của chúng mà vì hiện hình, không có chướng ngại hiểu rõ vô chúng sanh giới, vô ngã giới vân vân. Tuệ như hư không, như lấy trí sáng chiếu khắp tất cả chỗ có pháp giới, tâm kia rút ra vắng lặng không bị tán loạn tất cả đàn đà la ni, các cảnh giới trí chủng và tam bộ vô ý, trú chỗ vô ngại, trú ở pháp giới trong ức nhãn nhãn mục, hành tất cả pháp được vô sở ý. Quán sát vô lượng biện trí tiện ba la mật đến bờ kia, được bát nhã ba la mật, thần thông ba la mật vượt hơn các tam muội ba la mật của thế gian, khéo được tự tại. Lại có 500 tỳ kheo ni, tất cả vị ấy là tỳ kheo ni Mahabhasabade, tỳ kheo ni An Ổn, tỳ kheo ni Liên Hoa, tỳ kheo ni Cực Khổ Quả Đàm Di, tỳ kheo ni La Hầu La, Mẫn Gia Thâu Đà La. 500 tỳ kheo ni như vậy mà làm bậc thượng tổ đến hội họp. Lại có 500 ưu bà tát, tất cả vị ấy là ưu bà tát tiện oai đức, ưu bà tát thiên oai đức, ưu bà tát tuệ quang, ưu bà tát danh sơn oai đức, ưu bà tát quá danh sơn oai đức, ưu bà tát thiện cho ưu bà tát nguyệt đức, ưu bà tát nguyệt hoa ngày, ưu bà tát đại hoa ngày, ưu bà tát la hầu bạc đà, ưu bà tát đại hiền. 500 ưu bà tát thượng thủ như vậy. Lại có 500 ưu bà tư đại qua, ưu bà tư thiện qua, ưu bà tư thiện nhân thiện thân, ưu bà tư khả lạc thân, ưu bà tư hiền, ưu bà tư hiền đức, ưu bà tư nguyệt quang, ưu bà tư tướng quang, ưu bà tư đức quang, ưu bà tư thiện nhãn. 500 ưu bà tư thượng thủ như vậy. Còn các trời đồng dạ xoa cả tháp bà tu la ca lô la cận la ma hồ la già vân vân cùng kính quy quanh chủ Phật Thế Tôn. Lúc đến Thế Tôn liền diễn nói pháp tên gọi tam giới, rồi nói phân biệt tất cả cảnh giới cho Phật Như Lai. Chỗ làm của Bồ Tát được có thể chiếu khắp tất cả pháp giới, chiếu sáng tất cả các pháp giới tràng, tình trang nghiêm tất cả pháp giới, bề ngoài tất cả các ngoại đạo vân vân, hạnh phục các ma oán, đẹp lòng tất cả chúng sanh giới, có thể biết tâm mê hoặc của tất cả chúng sanh, tùy tâm niệm chúng sanh mà vì họ diễn nói, khéo có thể biết rõ rồi chuyện cá tánh của chúng sanh mà vì thì hiện rõ ràng. Bây giờ Đại Đức Ma Ca Diếp từ chỗ ngồi đứng dậy, sự y phục để ở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh cậu ở Phật Pháp và lực vô sở ý, những người như thế nên tu hành pháp gì, nên dùng pháp gì hộ chúng sanh ấy, nên dùng pháp gì khiến không thối chuyển chánh đạo vô thường. Thế như vậy xong, Phật bảo Ca Diếp: Hay thay, hay thay Ca Diếp, cho ông hỏi hôm nay có nhiều an lạc an ổn thế gian, lợi ích trời và người mới có thể thôi tỉnh Phật việc như thế. Này Ca Diếp, ông này lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ bị ông phân biệt và nói. Đại Đức Ca Diếp cùng đại chúng vâng lời Phật dạy lắng nghe. Phật bảo Ca Diếp: Nếu có chúng sanh cầu trí tuệ Phật, Phật lực hiểu ý, này Ca Diếp, những chúng sanh nói đối với tất cả pháp phải không chỗ được, không chỗ y cớ thì xin các căn lành. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát khi cầu ở vô thượng đạo chánh chân, hoặc các tướng chấp trước, đối với Phật Pháp mà khởi tướng hữu vi, hoặc đối với Phật Pháp mà khởi tướng vô vi, hoặc đối với Phật Pháp mà khởi vọng tưởng, làm như tướng mình biết Phật Pháp, rồi ở trong tướng này mà chấp chặt không xả,
và nói người này không gọi là người hướng đến vô thượng đạo. Vì sao vậy? Vì không muốn Phật pháp, tức là chấp ngã, nên tôi thường chấp ngã như thế để không thể đoạn. Nếu không thể đoạn tức có hy vọng, chỗ để hy vọng ấy chính là hy vọng pháp, liền là chỗ hại. Nếu là chỗ hại, liền khởi rong ruổi. Nếu khởi rong ruổi thì có lưu chuyển. Nếu đã lưu chuyển thì có xuyên suốt. Nếu đã xuyên suốt thì có vọng tưởng. Nếu đã vọng tưởng thì có phân biệt. Nếu đã phân biệt thì càng thêm vọng tưởng. Nếu thêm vọng tưởng thì có tư giác. Nếu có tư giác thì tức có chấp trước. Nếu đã chấp trước thì có đọa lạc. Nếu đã đọa lạc thì có mê hoặc. Nếu đã mê hoặc thì liền là mất. Thế nào là mất? Thế nào là an ổn? Thế nào là an ổn? Đó là không phân biệt. Nếu khởi phân biệt thì liền có thường. Nếu đã có thường thì có đối ngại. Nếu có đối ngại thì liền có trụ. Nếu đã có trụ thì có tương tục. Nếu đã tương tục thì có nghịch nhau. Nếu đã nghịch nhau thì càng thêm chống trái nhau. Nếu càng chống trái thì có hư dối sai lầm. Nếu đã hư dối sai lầm thì có cuồng loạn. Nếu đã cuồng loạn thì có hư cuốn. Nếu đã hư cuốn thì có ưu não. Nếu đã ưu não thì có hối hận. Nếu đã hối hận thì có chỗ hại. Pháp thiện bất thiện tùy nơi chỗ ấy trước. Nhưng thật không có pháp nào nhất định để có thể nắm trước. Chỉ do tưởng chuyển, vì tưởng trói buộc nên là gọi tưởng phược. Tham không chỗ định, sân không chỗ định, si không chỗ định, khởi tâm vọng tưởng phân biệt thì không thể qua được vô lượng vô thượng chánh đạo. Đây cái giúp đó gọi là ái xứ. Thế nào gọi là ái xứ? Là không có pháp nào nhất định gọi là ái, không có pháp nào đáng ái, không có nơi chỗ đáng ái, chỉ có ái trước chấp chặt, chỉ toàn chấp chặt. Đó là chấp trước ngã, chấp trước chúng sanh, chấp trước tịnh bất tịnh. Đại ca diếp, tất cả pháp toàn là do vọng tưởng làm nên Phật, và không có Phật để tưởng là Phật thì dùng Bồ đề làm Phật. Nếu dùng Bồ đề làm Phật thì đó là ngã tưởng. Nếu có ngã tưởng thì đó không gọi là Bồ Tát vậy. Thế nào gọi là ngã tưởng? Đó là chỉ có tưởng tượng. Mà tưởng là vô sở đắc, tưởng vô sở đắc gọi là ngã tưởng. Vì thế nên, vì thế câu không chân thật gọi là ngã tưởng. Nếu chúng sanh là thật thì Bồ Đề là thật. Thế nào là Bồ Đề? Đó là thấy các pháp đều như huyễn. Thế nào là như huyễn? Đó là không nói về ngã tưởng, màn tưởng, chúng sanh tưởng. Nếu có vô tưởng ở trong tâm thì người đó là chấp tưởng cùng phi tưởng. Nếu có chấp tưởng cùng phi tưởng, đó chính là si cuồng. Nếu đã si cuồng thì bị tất cả khổ theo đuổi. Nếu bị tất cả khổ theo đuổi thì Như Lai nói, đó gọi là ở nơi luống dối nền hót. Thế nào gọi là nền hót? Trú ở cuồng loạn hoặc vọng tư duy. Nếu vọng tư duy thì có ngã và ngã sợ. Nếu có ngã và ngã sợ thì có nói năng. Nếu có nói năng, Như Lai nói gọi là không nói năng. Kia vì nói năng rồi chấp chặt nơi chỗ nói năng. Vì vậy tất cả các pháp nói năng đều từ nơi tư duy mà có, đều là thật ngã. Này cả giúp giống như trong hư không có đám mây nổi lên, mà là đám mây này không thể phương đông tây nam bắc bốn phương trên dưới mà đến. Là nói chân thật của Như Lai không từ mười phương hay phương sở nào mà đến. Hiểu như thế rồi, như thật mà nói, từ nghĩa dự nói, nói thật phù và phù hợp. Nhưng đám mây này không phải là đám, gọi tên đám mây. Thế nào gọi là đám mây? Nổi lên nhiều màu sắc xen lẫn nhau. Dù sắc xen lẫn nhau từ nó hư vọng nổi lên, trên đây không có gì quyết định gọi là mây mù. Chỉ thấy mây mù nổi lên, chỉ thấy mây mù nhưng không có tưởng quyết định, trên đây hoàn toàn không có mây mù thật. Này ca diếp, thế như có người nói với người khác rằng hãy cùng nhau qua đến chỗ ấy mà, chỗ ấm mà ngồi. Người trí tuệ nói rằng hôm nay tôi không đi. Người đó đáp rằng không nói có ngã, chỉ nói có ấm. Người trí nói nếu ông nói ấm tức là không phải ấm. Này ca diếp, ông xem người này chỉ nói chút ít còn không chấp trước. Như vậy này ca diếp, nếu người nào hiểu được đạo pháp tánh của Như Lai, người ấy chính là sư tử ấu ở trong đại chúng. Này ca diếp, Như Lai còn muốn ở nơi pháp bất thiện mà hành pháp thiện, để chúng sanh ở đời có ngã tưởng. Đối với Như Lai đó là đại nhất nghĩa. Vì sao vậy? Vì Như Lai hiểu ngã tưởng này chính là phi tưởng. Các phàm phu hèn kém không biết Như Lai tuyệt y mà nói nên tranh cãi với Như Lai. Vì thế gian, vì thế ta nói thế gian tranh cãi với ta,
còn ta thì không tranh cãi với thế gian. Thế nào gọi là thế gian? Thế gian ấy gọi là chúng sanh. Thế nào gọi là chúng sanh thế gian? Như Lai biết rõ thế gian như vậy, như vậy. Vì thế gọi là chúng sanh thế gian. Các phàm phu tự sanh cái thấy biết rằng sanh ấy, diệt ấy là thành hại lẫn nhau. Rồi kia nói rằng muốn được xuất thế. Vì sao vậy? Vì ở đời này rất tăm tối, là nơi trói buộc vậy. Nếu trụ được ở đời thì liền có tham. Nếu có tham thì có sân. Nếu có sân thì có si. Nếu có si thì liền có tranh cãi. Nếu có tranh cãi thì có chống trái nhau. Cùng ai chống trái nhau? Đó là cùng Như Lai và Thanh Văn Tăng. Để chống trái nhau tức là có tham. Nếu kia có tham thì càng thêm chống trái nhau. Nếu càng chống trái nhau thì liền chấp hữu. Nếu chấp hữu thì liền cầu hữu. Nếu đã cầu hữu liền không biết đủ. Nó không biết đủ thì liền tạo tác nhiều. Nếu đã tạo tác nhiều thì có nhiều dục. Nếu có nhiều dục thì ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu trụ trong ba cõi thì liền chấp trước. Nếu đã chấp trước thì không ngược dòng. Nếu không ngược dòng thì trường thường thọ tử. Nếu thường thọ tử thì không đến được niết bàn. Nếu không đến được niết bàn thì đến chỗ không thể đến. Đến chỗ không thể đến nghĩa là đến địa ngục. Như vậy này ca diếp, tu hành không an lạc thì gọi là không tu. Nếu không chánh tu thì có sân giận. Nếu có sân giận thì không tìm cầu. Nếu không tìm cầu thì không biết ngã tưởng. Nếu không biết ngã tưởng thì đồng với một tụ, đồng làm một vật, gọi là ngã sở. Thế nào gọi là ngã? Chấp trước sự không thật, tạo ra nhiều thứ vọng tưởng, tạo tác nhiều nghiệp. Nếu tạo tác các thứ vọng tưởng, tạo ra các nghiệp tức là chấp ngã. Thế nào gọi là ngã sở? Không có trí tuệ nên gọi là ngã sở. Lại thân này là do các vật hòa hợp tạo thành gọi là thân, gọi giới tụ quả. Do tâm sân giận khinh chê người khác, do sân giận nên sinh ngã mạn. Như nhóm các thứ đầu sống lại để bảo quản, giữ gìn, đó gọi là ngã sở. Nếu có ngã sở thì có cuồng mê. Nếu có cuồng mê thì liền có si. Nếu đã có si liền có phỉ báng. Nếu có phỉ báng liền có sân. Nếu đã có sân liền có tham thủ, liền bị tiêu hại. Người bị tiêu hại ấy bị các tưởng tiêu hại, đó là tưởng tham, tưởng nữ, tưởng nam, tưởng nữ, tưởng mạng, cho làm của ta. Đây gọi là ngã sở. Người có ngã sở ấy mắng ngã sở của người kia. Người mắng ngã sở ấy gọi là phàm phu. Chỗ của phàm phu này y cớ gọi là ngã sở. Này ca diếp, nếu không nghe pháp này mà biết ở bồ đề, biết hạnh bồ tát, đây gọi là biết hạnh. Này ca diếp, bồ tát hạnh này đều không có hạnh, gọi là bồ tát hạnh. Lại nữa, này ca diếp, bồ tát hạnh viên mãn quyết định thanh tịnh, cực thanh tịnh là vì không có. Nếu có tinh tấn, đây riêng nói đến đại pháp, đây chỉ lấy các pháp như hư không tụ, không lấy pháp tụ. Chỗ người này nói tương ứng với đại pháp, không phải không tương ứng. Như đây là có công đức không phải xấu ác, là có đức hạnh không phải không có đức hạnh, có thể trì pháp. Tạo ra như vậy mà không chấp trì pháp. Vì sao vậy? Vì trong sự ứng cúng, lời Như Lai dạy là đệ nhất hơn hết. Chúng sanh hội đạo, ta phải nên đem thắng pháp mà đáp. Thế nào là thắng pháp? Đó là tất cả các pháp không tưởng. Này ca diếp, Bồ Tát như thế này gọi là trì giới thanh tịnh, tâm không khởi ác, không làm chướng ngại, không phải bán thì kheo ni, không thân cận bạch y, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời ác, không nói lời theo giờ, không tham, không sân, không tà kiến, tự mình không phiền não, không phiền não người khác, không thân cận dục, không ham muốn dục, không chê bai, không đùa giỡn, tự mình không làm, không bảo người khác làm, không đến nhà dâm, không đến chỗ người quá chồng, không đến người nữ nhỏ, không thân gần người bắt chim, người đánh cá, người thợ săn, không thân gần người giết mổ, người chỉ đà la, không gần vợ người khác, người uống rượu, cho đến không dùng tay nắm tay người khác mà cùng bàn cãi, như tránh chó dữ xa lìa, đây cũng là như vậy. Khi xa lìa đây cho đến không sanh một niệm tâm ác, trú ở tâm từ,
bỏ 20 việc. Nhỡ như là 20 xa lìa người nữ, rồi không cùng người nữ, không cùng cười giỡn và nói lời tố ác, không cùng bàn luận, xảy ra sự tranh cãi, xa lìa sự không cung kính, phụng dưỡng cha mẹ, xa lìa sự không cung kính Phật Pháp Tăng. Nếu người nữ ít, chúng không đủ 20 vị thì không vì thuyết pháp. Trừ có người nam. Nếu thì kheo ni nhóm họp thuyết pháp thì không qua đến chỗ kia. Tròn không thưa hỏi thì kheo ni không cùng người nữ viết chép, cũng không viết chép cho họ. Thân tộc riêng thỉnh không nhận lời thỉnh kia. Trọn không có tâm muốn đứng trước người nữ, cho đến không nên cùng đi chung đường. Nếu có tỳ kheo ni mà sau khi đùa giỡn không trở lại báo cho tất cả thời, rồi không nhận y của tỳ kheo ni, trừ khi diễn nói pháp cho bốn chúng mà có người cúng y và sanh tâm như đất, nhưng sau đó lại nhận không được nhận trước mặt cho tất cả thời. Nếu có tỳ kheo ni khuyên cúng y, trọn không nhận lấy cho tất cả thời. Giả sử bệnh khổ, nếu ni khuyên ăn, trọn không được ăn, huống là lại không bệnh. Trong các tất cả thời, phụ nữ mời ăn, nếu tăng số không đủ rồi không được nhận. Trong tất cả thời không vào chùa thì kheo ni, trong tất cả thời cũng không kêu gọi thì kheo ni, như có kêu gọi thì phải chắp tay ngẩng đầu quay lưng bỏ đi. Nếu khi thuyết pháp có thể kheo ni đến lễ dưới chân mình và dưới tâm chắp tay mắt không nhìn chỗ khác, không đụng chân của thầy kheo ni kia, không vì thân khỏe mạnh mới gọi là đại trượng phu. Nếu tâm dũng kiện chánh niệm một chỗ mới gọi là trượng phu. Đối với tất cả vật không sinh tâm yêu thích, trong tất cả thời trọn không sinh sân giận, thường phải chuyên niệm nhất ở nhất thiết trí. Nghe pháp này xong phải nên tu học để tăng trưởng thêm. Này ca diếp, nếu thì nam tự thì nữ nhân hướng đến Bồ Tát Thừa, nghe phép xong không thể tu học, đây trọn không thể được vô thượng chánh đạo. Vì sao vậy? Này ca diếp, do tu học nên được vô thượng đạo, không phải không tu học mà được vô thượng đạo. Này ca diếp, nếu không tu học mà được vô thượng đạo thì thỏ, ngựa, mèo, chuột cũng sẽ được thành ở vô thượng đạo. Vì sao vậy? Vì không phải chánh hạnh, vì không có bồ đề vậy. Này ca diếp, nếu dùng âm thanh thôi mà được an ở đây là tâm biểu tâm bồ đề, như nói rằng ta sẽ làm Phật, ta sẽ làm Phật và thành Phật, thì vô biên chúng sanh cũng sẽ làm Phật. Này cái giúp chỉ làm chúng sanh thôi cũng đủ khó, cho đến một ngày một đêm còn không thể chuyên cần, hướng lại một kiếp cho đến ngàn kiếp, vì thế Như Lai hiện ra nơi đời rất khó. Này cái giúp tất cả chúng sanh trong 3 ngày đại thiên thế giới, hoặc một kiếp, hoặc 10 kiếp, hoặc 100 kiếp, hoặc 1.000 kiếp, hoặc 100.000 kiếp, hoặc vài ức kiếp, đều cùng đồng thanh xướng rằng: tất cả chúng sanh, các ông sẽ làm Phật, các ông sẽ làm Phật. Những người này không biết mệt mỏi, thường nói như vậy: ông sẽ làm Phật, ông sẽ làm Phật, miệng nói không dứt, cũng không thể khiến cho người kia khởi tâm bồ đề. Nếu được làm Phật là việc không có. Này ca diếp, sau khi ta diệt độ lúc đời mạt pháp, cùng sau khi các ông niết bàn, chư thiên không có ủng hộ. Lúc đó tôi có nghe ta dạy phát tâm bồ đề, cũng có các tỳ kheo phát tâm bồ đề, nhưng sẽ trú nơi 20 pháp. Những gì là 20? Đó là sẽ thân cận với tỳ kheo ni, ăn thức ăn bất tịnh, vò nát ra mà ăn, nhận ni khuyên ăn. Này ca diếp, giống như tỳ kheo đa văn thời nay ở chỗ nhàn tịnh, ở trong chúng hội siêng năng tu tập pháp. Như vậy, này ca diếp, vào thời đó các hàng tỳ kheo hoặc ở làng xóm hoặc ở nơi nhàn tịnh cùng tỳ kheo ni hòa hợp siêng cầu hỏi pháp, sẽ càng sanh thêm tâm dâm dục, không sanh tâm pháp. Tỳ kheo ni này sanh nhiều tâm ham muốn, ít sanh tâm pháp. Này ca diếp, ông xem những người này được cái danh là bồ đề, nhưng họ sẽ đọa trong đường ác rất đáng sợ. Này ca diếp, ông xem lúc đó họ giả vờ vì pháp mà gần gũi nhau, nếu lúc gặp nhau sẽ bị lửa dục nổi lên thiêu đốt. Nói lời bất tịnh khi gần gũi nhau, nhận làm đệ tử, bắt đầu dùng làm pháp sư cung kính lễ bái, từ đó về sau sẽ từ từ sai khiến,
Đến lúc sai khiến thì gọi tên cho hay. Được tên rồi, riêng trộm làm vợ, chúng lối ra vào. Xong nghe người hỏi đó là của ai, có phải là bà con thân thuộc không, là chị em thường thường gặp nhau ư? Thường gặp nhau thì rơi vào chỗ sai quấy, còn sinh tâm ham muốn dần dần hiện tướng ham muốn. Do đó mà nói rằng làm hạnh bất tịnh, huân tập pháp Diêm La Vương, mất ở Bồ Đề, mất sanh thiên, mất niết bàn, bỏ Như Lai và xa lìa pháp, cũng không thêm lợi ích. Trụ ở một chỗ, sanh dục giác, xuân giác, nào giác, hại giác, hành nghiệp Bồ Tát, tứ tịnh, phạm hạnh, người đó không có. Như các Bồ Tát khác siêu tu bốn phạm hạnh, người đó siêng hành dục giác, xuân giác, vân vân, cũng là như vậy. Này Ca Diếp, vào thời đó là người ác trú ở, có giặc trú ở, có đấu tranh trú ở. Này Ca Diếp, lúc bấy giờ cấm thế chảy đều thủy hoại, nên những kinh ấy liền sanh cha bai hủy bán. Người vốn trì giới cấm, vốn hành đàn thí, sinh tâm hoan hỷ, phát tâm bồ đề, sau nghe kinh ấy mà hủy bán. Này Ca Diếp, vào thời đó có ấn tướng ấy nghe kinh như thế mà sanh phỉ báng. Nếu có tỳ kheo tịnh giới trì pháp nên biết những người như thế, như đến với câu kinh, phải nên xa lìa những người ấy, vì họ không có tâm ưa thích pháp. Lại nữa, này Ca Diếp, và thời đó những người ấy tự xướng lên rằng tôi hành Bồ Tát đạo, sanh cuồng giật, vì cuồng giật nên tự xưng tôi là Đại A La Hán, tôi là Duyên Giác. Những người như vậy không thể trì, không thể trụ lại, không hướng đến đường ác. Là đứa này Ca Diếp, lúc bấy giờ không có người làm nghiệp thiện khiến nhiều chúng sinh chê mắng Bồ Đề. Này Ca Diếp, vào thời đó hình tướng thô tháp. Là đứa này Ca Diếp, vào thời đó có một người thực hành giống như Ba La Mật. Chính người đó làm đời sau có hình tướng thô tháp. Là đứa này Ca Diếp, vào thời đó những kinh dạy dân tộc ấy sẽ bị hủy bán. Thấy là sẽ vứt bỏ, cho rằng đó là lời tà kiến. Này Ca Diếp, lúc ấy người ngu không biết kinh đây nên phá giới cấm chế. Ca Diếp, mà thời đó đều là giặc ác, tự mình không thấy pháp, không phiền não, không bồ đề, ngu si lầm lũi, phi bán bồ đề. Lại nữa, này Ca Diếp, và thời đó chúng ta không hòa hiệp, có hình tướng thô. Lại nữa, này Ca Diếp, và thời đó phần nhiều không biết ân đức, hung hăng làm ác. Thế nào là làm ác? Từ từ nói năng, xưng danh hiệu Phật để được cúng dường. Lại nữa, này Ca Diếp, và thời đó bán rất giới giải thoát, không giữ gìn khẩu nghiệp. Vì không giữ gìn khẩu nghiệp nên không giữ gìn oai nghi, ở chỗ bất tịnh, ở chỗ bất tịnh mà giảng nói pháp. Pháp của ta lúc đó dần dần sẽ bị hèn bạc. Kênh Đại Phương Quảng Tâm Giới, Quyền Thượng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.